Bây giờ là mình sẽ đi qua qua bên đây nha mọi người. Đâu này, đừng có phá cái sụn của người ta. Ông này ăn được rồi cậu. Bỏ có rụng đâu. Quá trời thơm mọi người, ngon quá. Hello, xin tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Ngày hôm nay thì Sinh sẽ gửi tặng cho cả nhà những cái cảnh rất là đẹp của hòn đảo Nam Du của mình. Đó, thì mình sẽ vừa đi bắt ốc với lại mình sẽ đi tới chỗ cái eo này nè cả nhà thấy không? Đó, mình sẽ đi từ bên núi bên kia, mình sẽ đi vòng qua cái eo này để mà mình bắt ốc. Cái chỗ này nó giống như là một cái rừng ngập mặn rất là đẹp nha mọi người. Mình sẽ cho cả nhà cùng thưởng thức cho mình ở đây nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tới đó mọi người ơi. Cảnh xung quanh đảo mình nữa cả nhà thấy không? Mình sẽ bắt ngay giờ này, tại giờ này là buổi sáng, tầm cỡ 7:30-8 giờ thì hy vọng là chỗ đó ốc sẽ nhiều. Ở đây là sau núi mình nha, đây là ở phía sau cái lúc hồi nãy mà mình nói cả nhà nghe đó, là cái chỗ là ở trước mặt nhà mình. Đây là sau núi nè, thì ở bên đây thì rất là yên tĩnh, còn bên kia thì sóng đánh dữ lắm. Giờ chúng ta sẽ đi bắt ốc mọi người, không để cả nhà chờ lâu, đi thôi nha. Có đường đi qua đó không biết. Ok, chưa đủ vậy. Ây da. À cả nhà ơi, mình đã đi tới một cái chỗ để bắt ốc rồi cả nhà. Đây là cái chỗ này là họ đang làm cản, lúc trước là cái chỗ này không có cản đâu. Họ đang làm cản nè mọi người thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ cùng với mấy đứa cháu mình đi tới cái chỗ này để bắt ốc nha mọi người. Công trình họ đang thi công nè, lúc trước chỗ này đá không à.
Đó, cả nhà thấy không, trước chỗ này là đá không à, họ họ làm cảng nè mọi người, họ đang đục đá này ra để mà họ làm cảng rất là nhiều. Đó, cái chỗ này rất là yên bình nha mọi người. Giờ chúng ta đi thôi, đi qua đây. Đi Quân ơi, đi con nè. Đó, cả nhà thấy không, à, cái chỗ bên đây là rất là yên bình nha mọi người. Đó, bên kia thì có một cái khách sạn, cả nhà thấy không? Đó, khách sạn người ta đang làm trên núi đó. Đó là một cái rẫy của người ta mua lại. À, rất là đẹp nha mọi người. Họ đang làm một cái cầu cảng để làm gì đó mình không biết. Nhưng mà lúc trước ở đây là đá không à. Để nếu mà họ hoàn thành xong rồi thì mình sẽ quay lại để quay cho mọi người xem cái cảng đẹp này nha. Giờ mình đi bắt ốc thôi mọi người. Đi mấy con ơi, mình đi bắt ốc thôi mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi qua bên đây nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi qua bên đây. Bên đây có một cái cảnh rất là đẹp cho mọi người xem luôn, và ốc không biết có nhiều không. Giờ mình đi nha. Chỗ này đá rất là nhiều mọi người à. Đó. Đá rất là nhiều nha. Mình sẽ đi từ từ thôi. Ê. Bắt ốc đi, đây có ốc nè, ốc quá trời nè mấy đứa ơi. Ê, ốc còn bự không nè. Đi bữa này nó ra nhiều lắm mọi người, đi giờ này nó ra quá trời luôn. Này, các nhà thấy không? Ốc còn bự mà. Nè con. Bỏ vô đi Quân. Ốc bự luôn mà. Bọc sao? Bọc kìa mấy đứa ơi. Lúc trước thì mình có qua bên đây để mà mình câu cá mọi người. Cá đây rất là bự nha. Tại vì bây giờ mình đi bắt ốc thôi chứ mình không có câu cá. Ai đã xem cái series những cái tập trước của mình thì sẽ thấy rất là nhiều nhiều cái tập mà mình hay câu cá đó mọi người. Cũng có qua bên đây nè, qua đây mình câu cá rất là nhiều. Đó. Ốc đâu rồi này, ốc đâu? Đi qua kia đây, ốc bự không à? Thôi đông quăng. Cái khu bên này nó rất yên bình nha. Tại vì mỗi một năm thì bên đây sẽ cũng như là sóng thủy triều nó sẽ đánh bên đây mọi người. Rồi qua rồi sau đó thì gần cuối năm thì nó đánh bên chỗ nhà mình đó. Có lúc có thể sóng đánh rất là bự à, bên đây nè, rất là lớn luôn. Thôi giờ đi đi. Đi qua kia bao nãy. Đi đi tự. Ây da. Wow. Đây là cái con ốc sông Kinh nè mọi người. Ốc này rất là bự. Các nhà thấy không? Cái này ăn giống như là lỗ tai heo mọi người. Ai đã xem cái video mấy cái kênh mấy cái video của trước của mình đó, mình có làm cái loại này rất là ngon nha. Đây nè cả nhà, mình vừa bắt được hai con này. À, mình sẽ bắt cái loại này về để mình ăn luôn nha mọi người. Loại ăn cũng rất là ngon á. Ok. Đây cả nhà, mình sẽ bắt thêm mấy con này để về mình ăn cho dễ ha. Chào đi Quân. Đây nhiều lắm. Ở đây mấy con này rất là nhiều nha mọi người. Mấy con này rất là nhiều. Rồi đi con, đây. Wow.
quá đẹp mọi người. Ở đây thì có thể nói là mình có thể những anh chị em nào mà đi du lịch đó mà biết được mấy chỗ này thì khỏi nói nữa, chụp hình rất là đẹp luôn, tạo cảnh thì khỏi nói nữa, quá ok luôn cả nhà. Nếu có dịp thì mình sẽ ra những mấy cái hòn ở đây nè để mà mình bắt ốc hay câu cá cho mọi người cùng xem luôn. Đi con ơi, nó để mình lộ ra cho mọi người xem nha. Wow, cái này là cái gì ta? Ồ, cao lắm mọi người, rất là đẹp. Hôm nay thì trời hơi âm u, mọi người thông cảm nha. Wow, dưới đó ốc. Wow, dưới đó cái con ốc sông Kinh nó nhiều ghê luôn mọi người. Đó, cái con ốc mà mình bắt hồi nãy cho mọi người xem đó, nó rất là nhiều. À, buổi sáng nó ra nhiều. Vì này ra nhiều ghê ta. Chà. Chỗ này quá trời cao luôn mọi người, cả nhà thấy không? Đó, mình đang đứng trên một cục đá rất là cao. Đó, xung quanh mình toàn là biển không? Mọi người thấy không? Đó. Cái chỗ này mà mình đứng đây mà mình làm vài tấm rồi cả nhà, trời ơi, nó đẹp gì đâu. Quá cao luôn cả nhà. Rồi giờ mình đi bắt ốc luôn rồi mọi người. Giờ này ốc ra nhiều lắm, giờ đi kia bắt ốc. Đây là mấy cái cây dứa. Cái trái dứa đó mọi người, nếu mà ai biết á thì comment bên dưới cho mình nha. Tại cái loại trái này thì mình cũng ít khi biết về nó nhiều lắm. Tại vì mình thấy mấy ông anh của mình nó hay chặt về để làm ngâm thuốc hay gì đó. Cái loại cây nè. Đó. Bây giờ mình đi coi có ốc không. Nếu một lát nữa mà không có ốc thì mình sẽ lặn. Có ốc nè, đây có hai con nè. Ốc đây có hai con nè mọi người, quá bự. Giờ này nó ra cũng nhiều lắm nha. Chút nữa mấy đứa cháu mình nó sẽ xuống đây nó lặn coi có ốc gì dưới đây không. Ốc nhiều ghê. Nè Quân ơi, Quân ốc là không? Nè Quân mở ra đi. Thôi tới kia mọi đứa chia nhau cầm đi. À, một chút nữa thì mình đi qua cái chỗ này nè, sẽ thấy một cái rừng ngập mặn mọi người. Ốc nè mấy đứa ơi, ốc bự quá vô. Ui, có con bự nè. Cả nhà thấy con bự không? Wow, ốc bự ra không? Đó, vậy là bự đó mọi người. Ồ, chỗ này là bự rồi nè. Này con. Đâu lặn được chưa? Đây. Qua kia đi, chỉ cho đi. Đi chút xíu đi. Một chút mình qua đây nè, có không? Đây. Chỗ này ốc nó không được nhiều mọi người ơi. Chỗ này ốc ít chứ sao á. Mình đi hồi nãy giờ không được bao nhiêu. Chắc là mình gán đi tới cái chỗ đó thôi. Đây là có ốc nè. Đây con nè. Đó. Như đây nè. Đây một con nè. Này con, qua đây nè. Con cầu lại đi Quân, Từ em phao gì lấy phao đây hay gì đi. Lấy phao bỏ đi là mình lặn bỏ lên phao luôn bơi vô đó. Đây con bự nè mọi người. Qua ở đây chỉ con bự nữa kìa. Đây có con bự nè, đó đây cũng có con bự thấy không. Đi con ơi. Qua ốc nhiều nè, ốc quá trời luôn nè.
cha, nước trong rẻ mắt ghê luôn. Ôi, khúc này ốc bự nè, ốc nhiều lắm nè cả nhà ơi, quá trời luôn cả nhà ơi. Wow, ốc này mình sẽ luộc vừa vừa thôi, để công nó chín quá nó sẽ thụt vô trong cái loại ốc này nè, nhưng mà chín quá sẽ thụt vô trong. Wow, bò bự ghê. Nè mấy bạn ơi, bỏ vô nè. Quân, tới đó đi, cậu cho mày lặn. Bỏ vô đi con. Bỏ vô. Nè, bỏ vô đi. Nè, chịu khó lạ, đem tới đó đi mấy đứa rồi. Rồi rồi mình lặn Quân ơi. Rớt rồi, ốc rồi. Mình cầm cái nó rớt luôn mọi người. Bột rồi. Ý, con ốc bự quá trời luôn. Nè, khủng nè. Wow. Ý, khủng như trời đâu rồi. Từ từ từ. Trời ơi, ngốc con nước đâu uổng như trời. Trời ngốc bự lắm cả nhà ơi. Tức ghê trời, ngốc bự ghê bay. Kìa ông quên đi coi bên. Con cái hòn núi nào qua cái này ông bộ ngoan coi coi. Kìa kìa đó con còn nữa kìa. Đó ừ. Nè bo. Hòn núi nè. Không. Hòn núi con Quân nè. Nè hòn núi nè. Núi nè. Chỗ này ốc nhiều nè, thấy không? Ê ốc bự không hả? Ê bắt cái này đi. Mấy đứa cháu mình có nuôi cá cảnh đó mọi người, nên bây giờ nó sẽ lấy cái loại đá này về để mà nó đem đi rửa cho sạch sẽ, rồi sau đó nó phơi nữa cả nhà. Rồi sau đó nó đẻ bỏ trong cái tủ kiến của nó đó. Nó có nuôi cá rất là đẹp nha. Bắt đi. Rồi cả nhà ơi, mình đã tới cái chỗ rừng ngập mặn rồi. Đây là cái chỗ mà gọi là rừng ngập mặn đây nè. Các nhà thấy không? Đó là những cây đập mặn ngập mặn đó cả nhà. Ở đây là một cái khu rất là đẹp luôn á. À, mấy lần trước thì mình tính đi qua đây để mà mình quay cho cả nhà cùng xem, nhưng mà cả nhà biết sao không? Tại trời mưa với lại bão nữa nên mình không qua đây được. Bây giờ mình sẽ đi bắt ốc. Mình sẽ đi bắt ốc ở chỗ này ha. Coi thử chỗ này có ốc cá lạ gì không. Ngoài kia thì ngoài kia là cái chỗ nước mặn, còn trong đây là lợn nha mọi người. Mấy ngày nay trời mưa đầu cái nước nó chảy xuống nè, nước ở trên rừng nó chảy xuống đây rất là nhiều. Đâu lấy cục đai không, đai nhiều không? Thì cục đẹp á, cục đai đẹp đem về. Cục đai nhiều hơn vậy lát nữa ai dắt về. Con cảnh này con đập. Nè. Mấy ngốc à. Giờ cầm con này đi ngoài bắt. Còn cái thùng ba sách cậu. Mình không sách về ngoài, nhưng mà kiểu như là mình đem bỏ ốc vô, con lặn nó bỏ ốc vô đó luôn nha. Nha. Mấy đứa cháu mình nó sẽ lặn ngoài đó cả nhà. Ngoài đó rất là càng giống như đây nè. Nó lặn chỗ này nè. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Mấy đứa cháu mình nó lặn rất là dữ nha. Đó, mấy bé đây lặn ghê lắm. Ở đây thì giống như đồng quê của mình vậy đó. Rồi qua đó lặn đi. Chỗ đó nước cá ốc nhiều đó. Đây là thuyền tàu của người ta để đà đậu đây. Đó, đây là mấy ông anh đi mực ở cả nhà. Mấy ảnh đi mực á này, giờ mấy ảnh bơi vô đây mấy anh nghỉ ngơi ngủ. Ờ
Còn cái đó là cái khách sạn mà hồi nãy lần đầu tiên mà ai đó xem cái video đầu tiên mình sẽ thấy được cái khách sạn này nè. Đó, đó là khách sạn họ đã hoàn thành rồi. Còn một số cái công đoạn ở ngoài này nè thì họ chưa xong, họ đang hoàn thiện hết luôn. Nếu có dẹp á mình sẽ quay cái chỗ này cho mọi người xem nha, chỗ khách sạn đó nè. Lặn đi. Là cái này cạn nè. Chỗ này lặn dễ nè. Bây giờ á mình sẽ đi qua bên đây coi thử có cái gì không cả nhà. Trong đó là có những cây từng gặp mặn, bây giờ đã vô đó thử. Nhiều khi có mấy con cua đá hay là bự bự trong này nè. Giống như là mình đang đi hay trong một cái rừng nguyên sinh vậy đó cả nhà, thấy không? Đó. Đây giống như là một cái chỗ mà trong ruộng, trong đồng vậy. Giống như mình đang đi trong ruộng vậy. Ở đảo cũng có những cái rừng ngập mặn à cả nhà. Đó, đây là những cây mắm. Qua, wow, hơi bị lúng lúng. Có cua gì không ta? Cá nhỏ không? Nhiều khi cua nó sẽ nằm trong đây nè. Thôi mình đi chỗ mình đang lặn ngoài đó nè. Đang lặn ngoài đó không? Các nhà thấy không? Nguyên một cái bãi rất là đẹp. Chắc bữa nào đem cái gì qua đây nướng. Cá hay là đem cá bự hoặc là mình sẽ đem gà nó qua đây. Chỗ này ốc ít quá, chắc mình có thể lát nữa, nếu mà cháu mấy đứa cháu bắt không được nhiều thì mình sẽ dời chỗ khác mình bắt. Ây da, mình có cái giỏ ốc. Ở biển mình thì không có cái loại này đâu nữa nha. Này người dân ta đem ra, ta đem từ trong đất liền á, trong ruộng, trong gì đó, trong u bình thường hay là một về chân bờ, chúng ta đem ra đây ta ăn á cái nhà. Chứ ở đây không có loại ốc này đâu. Cháu mình đã thấy con cua. Đây là cái con ốc mượn hồn cái nhà. Cái nhà thấy không? Chút chồng của nó nè. Hồn. Để mình để cho cả nhà xem, còn một lát nữa nó sẽ chạy ra nè. Nè, đó, đây đây, lúc đó. Đây là cái con ốc mặt trăng. À, người dân người ta ăn xong hết rồi, người ta bỏ. Nó cả nhà thấy cái chân nó lòi ra không? Thụt vô lại rồi, giờ mình thả xuống nước đi cho nó bò dễ nè. Đó, để cho cả nhà xem nè. À, cả nhà ơi, bây giờ mình với mấy đứa cháu mình sẽ dời địa điểm khác, chỗ khác nha. Tại vì chỗ này toàn là rừng ngập mặn rồi, với lại rất là ít ốc. Đá thì nó nhiều lắm, ở đây đá rất là nhiều. Chắc mình sẽ dời đi một cái chỗ khác để mình bắt
thêm ốc nha. Chỗ này thì ốc cũng tương đối là cũng hơi nhiều thôi, nhưng mà mình chỉ bắt được miếng ốc của bự thôi. Giờ mình sẽ qua cái chỗ khác để coi thử ốc nhiều hơn không nha. Nếu chỗ mình lặn không có rồi. Bỏ đi, bỏ bớt đi. Nè. Bỏ. Nè, con bỏ miếng ốc vô đi. Bỏ vô đi. Nói chung là cái chỗ này thì mình lặn cũng có nha mọi người. Rồi, cũng đứa cháu mình cũng có bắt được một ít đất. Đây nè, có bắt này thôi nè. Giờ mình sẽ đi về chỗ khác nha. Đi con ơi, đi về khác đi. Bỏ ốc này vô đây nè, bây giờ mình lặn bỏ miếng ốc vô đây. Hơi xa với cậu. Đi bỏ xa nha. Chịu khó đi. Nè. Dạ dạ, ốc ma bắt gì? Ở đâu? Ốc ma đâu? Ốc ma, mấy đứa cháu mình hay gọi là ốc ma là gì? Cả nhà biết sao không? Là ốc mừng hồn cả nhà. Cả nhà biết rồi đó, ốc mừng hồn á. Này phải, này là loại bự nè, ăn này ngon. Rồi. Con này đừng có phá cái xuồng của anh ta. Đừng đẩy ra, đẩy xuồng ra. Đó, đẩy xuồng ra đây. Đó, rồi đi. Rồi đi về. Rồi đây. À, cả nhà bây giờ là mình sẽ chạy về ha, mình sẽ chạy vòng về đây và sau đó mình sẽ qua bên cái bên đó để mình bắt. Mình phải chạy vòng mới được, mình phải chạy vòng rồi sau đó mình đâm ngang qua, có một cái đường đi qua núi luôn, rồi sau đó mình qua bên cái chỗ đó. Rồi giờ đi ra cả nhà. Có cái giống coi. Cùng đê cùng xí cò bố cò lý cầu. Cò lý cầu chú mà lý à lý cầu. Là chị. Cò lý cầu lý cầu lý cầu lý cầu lý cầu. Điện thoại thôi. Con đi chơi lắm cậu. Các bạn chơi lắm á. Hồi bữa hôm nay con chạy xe chân bằng dặn cái xe xuống đây luôn nè. Thả xuống lên hai con quẹo chạy. Con gà. Rồi biết nhầm rồi. Chà anh còn á, anh còn. Anh còn ném đường em cái anh còn. Đây là con còn nè. Đây. Bắt nhầm nha anh em. Bắt nhầm nè. Ờ, bé nhầm nè, bé nhầm nè. Ờ, bé nhầm. Nè. Hồi bữa mình con với nay con à với chị hai nướng ở đây ăn này con. Nướng chỗ này nè, con cá đứng chỗ này luôn. Cái này với cái này. Ồ cả nhà ơi, bây giờ mình đã tới nơi để mà mình bắt ốc. Hy vọng là cái chỗ cảnh này sẽ có nhiều ốc để cho mình bắt nha. Lần trước đó mình bắt rất là nhiều ốc. Để coi lần này coi ốc có nhiều hay không. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây coi thử có ốc không nha mọi người. Giờ này ốc vô trong hang hết rồi. Nhiều không? Rồi, này con bỏ ra đi. Bỏ bọc ra đi rồi bỏ bọc ra đi. Nè, đây có mấy con ốc nè. Em theo luôn đi.
xách theo đi. Từ từ từ. Rồi bỏ đại đi, lắc cái gì tức. Bắt luôn đi, ốc gạo đâu? Không này ăn được cậu. Được được. Đi bắt đi, bắt đi. Nhắc luôn á. Bắt đi con, bắt đi. Nè, con này được rồi nè. Bắt đi bên đây. Ốc này ở đây rất là nhiều mọi người. Lần trước á mình bắt rất là nhiều. Mà mình không có quay lại cho mọi người xem, lần này mình sẽ cho mọi người cùng thấy những con ốc ở đây nha. Wow. Nè nè nè. Chú Ngô Linh. Đây đây đây. Đây. Còn lại cái xe. Ốc rất là nhiều rồi cả nhà. Quá trời ốc luôn. Nè nè. Bỏ đây đi. Bắt 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 cái này đi, đừng bắt mấy con nhỏ quá nha, bắt cái này được rồi. Cái này được không cậu? Ừ, Vinh bắt bỏ bò bỏ chai đi. Cái này được không? Cái này được rồi. Có chào. Dạ. Ê, đây đây ốc rút nè. Dạ. Nhóc ốc luôn. Ây da, cả nhà ơi, mình đang bắt được một ít ốc đây, cả nhà thấy không? À, bên đây thì cũng có rất là nhiều ốc, mà ốc bên đây thì bự bự không à, không có nhỏ. Mới đi cháu mình đang bắt ở đằng bên đó kìa, cả nhà thấy không? Mình thì đang bắt ở bên đây, ốc đây bự bự. Chà, sống quá ta. Mình bắt được như đây cả nhà. Để mình tới chỗ với đứa cháu mình coi nó bắt được bao nhiêu ha. Đi dọc dọc đi coi thử coi có ốc nào nữa không. Đó, trong cái khe này có ốc nè. Ây da, nhà thấy không, mấy khe này ốc nhiều lắm. Ốc trong cái khe này là khỏi nói luôn, nhưng mà không lấy được lấy được vài con. Đây, bắt mấy con ốc này. Mấy đứa nó đi bắt mà còn sót nhiều ghê luôn. Đây là mấy con ốc mà nó đang chuẩn bị lớn lên cả nhà, đang chuẩn bị lớn lên nè, thấy không? Nhiều không? Không có đây. Ờ, cũng được rồi. Biết nhiều không? Không được. Biết nhiều luôn, ăn chay luôn hả? Chay ốc luôn. Qua đó nhiều không? Qua đó luôn rồi. Qua đó luôn rồi. Bây giờ mình qua bên kia đi, mình bắt ê, con kia bắt đi. Ừ, con kia bắt luôn. Nè, đây, 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 đây. Trong khe tóc rồi nè. Ồ. Chưa. Có hai con bự này bên đây. Con lấy quá, lấy đừng con à. Bắt xíu đi ba con này. Đây bên. Ý, lọt ra.
đây không nè. Đây có con này. Đi già. Nè, ốc này, ốc nè, ốc có chạy luôn. U. Giờ giờ này ốc nó ra ngoài này nhiều ha. Đó. Ốc quá trời ốc luôn. Ê bên đây. Có con bự nè anh, con trời ốc con nhóc luôn nè. Quá nhóc luôn. Quay đi. Đi qua đó đi. Ốc nhiều nè, ốc nhiều nè. Sông đánh gì quá. Ốc này á, ăn rất là ngon mọi người. Cũng giống cái ốc mà mình đã từng quay cho mọi người xem rồi đó. Rất là ngon. Quá trời ngon luôn mọi người. Đây ốc nhiều nè. Qua bên đây coi gió hơi lớn rồi mọi người, thông cảm cho mình nha, nhiều khi gió hơi lớn nghe không được đó. Đó đây có mấy con ốc nè mọi người thấy không, đó bắt cho cặp luôn. Ê đây có ốc bự nè, quá trời bự luôn, đây có ốc bự nè. Quá dốc nè đi. Dốc luôn nè. Ừ, nó nhiều ghê không? Quá chạy luôn. Ốc nhiều lắm mọi người, ở dưới đây thì nhiều lắm. Đó. À, giờ này ốc nó ra rất là nhiều. Quá chạy ốc luôn. Thôi kệ đi, bắt ốc đi. Ê, ốc này quá chạy không kìa. Ê, nhiều quá chạy luôn. Đó nè, mình thấy không, ốc có chợ luôn. Quá chợ luôn nè, đó, đó. Bên đây nè, bên đây quá chợ luôn à. Bên đó quá chợ luôn, quá chợ nhiều luôn nè, lặt đi. Giờ để lên nhiều quá. Giờ này ốc nó đang ra tới chỗ này, có khi cái nhà tới trưa trưa thì ốc sẽ lên trên đó đó, nó sẽ lên chỗ này nè. Nó nhiều rất là nhiều. Tại vì hôm nay mình đi sớm, thì ốc nó sẽ ra đây nó ăn rồng. Lặng cậu bỏ nó vô đây đi. Okay. Ốc nè. Nhóc con nè. Mày giỡn thiệt chứ. Mày nghĩ sao mày không thấy được ốc nào chứ vậy? Nè quá trời ốc nè. Ốc. Làm miếng bắt á. Ốc đóng rồi nè. Ừ. Ốc nhiều quá vậy, trời luôn. Con ốc luôn đi. Nè cả nhà thấy không, cho cả nhà xem ốc mà. Đó lợn hết trơn, cả nhà thấy không? Trời trời. Hút một nạm cái lên. Đó thấy không? Sóng tạt lên là nó lên luôn á. Ốc này quá trời đúng không? Bắt một chút ở đây, ốc quá trời luôn nè.
Thôi đổ ra đi. Ôi được, cái này được rồi nè, không quá trời luôn. Quá nhiều mọi người, ốc rất là nhiều luôn cả nhà thấy nó lệch ghê không? Ui quá trời ốc luôn. Nè bên này bắt đi. Cái này bắt ốc ít nhất. Bắt ít mà đòi về ăn cho nhiều hả? Đúng rồi, con này á. Đúng nhiều thì ta ăn ít rồi, này lúc ít thì ăn nhiều. Nhiều ừ. Nhiều ăn ít. Bắt ít mà đòi ăn nhiều là không được đúng không? Bắt ít ăn ít chứ. Ốc nhiều không? Rồi cả nhà ơi, mình và mấy đứa cháu mình đã bắt được như này cả nhà. Chỉ là còn một ít trong cái bọc nữa. Bây giờ mình sẽ chở mấy đứa cháu mình đi tắm nha. Mày mến. Mày mến không? Ok, đây. Đây đây. Ốc với nó ốc ít. Đây. Đây. Rồi rồi này con đổi vô đi, con đổi đi. Nè nè nè. Đó bỏ vô. Bỏ vô bỏ, mình bỏ vô một chỗ đi rồi mình đem về. Bỏ nó xuống với mày rồi. Ừ. Này cơm đi vô. Đó bỏ nóng này nè. Rồi nghe ăn tới luôn. Ốc bự. Cái con ốc này là con bắt hơi nhiều. Ừ, vậy con ơi. Này con đi. Rồi con bỏ đi Quân. Cậu lấy này đi luôn rồi cậu. Ừ, thích lấy. Ôi, tao mà nó ừ. Chơi. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Dạ, mình đang chạy tới đây để cho mấy đứa cháu mình nó tắm nha. Nói chung là mỗi lần đi quay xong là mình hay cho mấy đứa cháu mình xuống đây tắm rửa cho nó mát mẻ. Đây là những cây dừa mà người ta tự trồng cả nhà. Dừa này chắc cũng gần cả 100 năm cả nhà. Rất là cao nha. Nói du lịch thì người ta cũng hay xuống đây để tắm biển lắm. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra đây cho cả nhà xem cháu mình nó tắm như thế nào nha. Mát không, nước má không? Nước má không vậy? Ở đây nước mát lắm mọi người. Đang xuống nước nè. Thấy không? Đó. Ê, nước mát không vậy? Thấy không? Ở chỗ này là khu lịch cái nhà với đây. Tại vì gần Tết rồi, ít nhiều người ra đây lắm cả nhà. Chỗ này là lúc trước là của người thân của mình, bây giờ họ bán được cả nhà, nên đây là những người khác, người ta tới người ta làm chủ cả nhà. Đây là những cây dừa rất là lớn nha, cao nữa, trái nhiều nữa, nhiều khi nó rớt nó rụng đêm nữa. Đây thì có những cái chòi người ta bán nước uống khi mà mình ra đây du lịch tắm, cái mình vô đây mình mua nè. Cả nhà thấy không, mấy đứa cháu mình nó tắm dữ lắm, nó bơi giỏi lắm nha mọi người, thấy chưa? Mấy đứa đảo nó bơi rất là giỏi, giống như nó học hỏi vậy đó, giống như là nó thấy bạn nó bơi được cái đầu cái nó học theo và nó bơi theo. Mỗi lần mình quay phim xong là mình hay cho mấy đứa cháu mình tắm biển này kia, một chút nữa mình sẽ chở mấy đứa cháu mình tới cái chỗ tắm suối nữa.
À cả nhà ơi, mình đã đem ốc về rồi nè. Mình đã ngâm ốc cũng 1 đến 2 tiếng rồi. Để cả nhà xem thử coi giờ này ốc nó nhả ba cái bụng với lại ba cái dơ ra chưa. Trời ơi, okay. Cả nhà coi nè. Nếu mà mình không dùng cái rổ mà mình đậy lại đó là nó bò ra rất là nhanh nha. Loại ốc này nè, cả nhà thấy không? Quá trời luôn. Đó. Ốc á nó cũng nhả đông riêu ra gì lắm rồi. Cả nhà xem thử coi, nhiều không? Đó. Nhiều đây chắc cũng thử 100 đến 200 ngàn đó nha. Ốc này thì ban đêm nó ra nhiều lắm nha. Cỏ này nè. Ôi, cả nhà thấy không? Quá nhiều mọi người, bự không à. Ở đây thì ốc này nhỏ lắm, không bự. Nè, ở đây nè, ở đây ốc này nhỏ, không bự. Ở gần cái chỗ mình á. Còn đây mình đi ra sau núi này kia qua cái chỗ khác thì ốc bự. Mình nghĩ là chỗ khác còn bự hơn loại này nữa nè. Đây là cái con ốc sông Kinh mà mình hay quay cho mọi người xem. Ốc này ăn rất là ngon nha cả nhà. Loại này mình sẽ luộc sơ qua. Con này thì cả nhà biết sao không? Nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng nha. Nếu cả nhà lên mạng tìm hiểu đi sẽ biết cái loại ốc này. Cả nhà cứ bấm là ốc sông Kinh nha. Ốc này ăn rất là ngon. Thôi bây giờ mình sẽ đem ốc này vô và sơ chế. Một nửa thì mình sẽ luộc, còn một nửa thì mình sẽ làm ram bơ mà ăn mọi người. Rồi thôi mình đi nha. Quá trời nhiều. Quá trời nhiều. Nha, mình đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ xào bơ nha. Mình sẽ xào bơ với lại luộc. Rồi, cả nhà thấy ốc mình chưa? Quá trời ngon mọi người ơi. Đúng là nhìn thôi là cũng đã thèm rồi. Bây giờ đó, mình sẽ luộc đi một mớ ha. Ốc bự này mình sẽ luộc ốc này. Cả nhà biết sao không? Ốc này mình sẽ đi luộc. Chứ còn mà mình xào bơ, tại vì xào bơ sẽ hơi kỹ chút. Nhưng mà xào bơ thì để xào bơ thì để lâu quá là cái lò này thật chặt thục vô trong à. Đây mình sẽ xào, mình sẽ luộc cái này ha. Còn cái này thì mình sẽ xào bơ nè cả nhà. Lò này xào bơ để lâu thì nó không có thục vô thì ốc thì nó chỉ nằm ở đây thôi. Như đây thì mình sẽ xào bơ ha. Còn này mình sẽ đi luộc. Mình sẽ lấy mấy con ốc trúc này ra cả nhà. Này mấy ốc này gọi là ốc sông Kinh, mình sẽ cạo nó ra. Rồi sau đó mình cạo nó ra đóng vừa lỗ tai heo đó. Rồi mình sẽ bỏ nó qua bên đây để mà mình ram bơ hả? Ram bơ dưới này. Giờ mình sẽ lấy giùm đi ra ngoài mình cạo ha. Cạo cho sạch. Cạo hai bên á, cạo hai bên này nè. Thấy không? Cạo hai bên trong cho sạch sẽ nè.
cái loại ốc này nè, là cả nhà nhớ là mình chỉ luộc sơ sơ qua rồi mình cạo đi dễ nha, chứ đừng có luộc kỹ quá, luộc chín quá thì nó cạo khó ra lắm. Cái loại ốc xương kinh này nè, này đó, nó vậy thôi đó, cả nhà thấy không? À, rất là dễ. À, mấy cái này còn ít không sao đâu, cả nhà nè. Vậy là xong rồi cả nhà thấy không? Là đã luộc xong rồi mọi người. Ốc này thì mình đã luộc xong rồi nè. Rồi nè cả nhà ơi, mình đã làm, mình đã hoàn thành xong mấy cái con ốc sông kinh này nè. Cả nhà thấy không? Đó. Nó giống như là một cái da heo đó cả nhà. Loại này rất là ngon nha. Cả nhà cứ lên mạng nghiên cứu cái loại ốc sông kinh này đi. Bấm ốc. Cả nhà nhớ là bấm ốc sông kinh mới ra. Chứ còn con chút thì ít ra đó. Nó vẫn ra mà ra không nhiều. Trên mạng đó, bấm ốc sông kinh thì nó sẽ ra cái loại này cho cả nhà xem. Thôi bây giờ mình sẽ sắc cái này ra để mà mình xào bơ nha cả nhà. Nó như da heo đó, ăn rất là ngon cả nhà thấy không? Mình luộc sơ qua thôi, mình trụng cái là mình đem cạo rất là mau ra nha. Đi bắt cái chỗ khác thì nó sẽ bự hơn nữa. Nó sẽ cỡ này nè. Cỡ này nè. Đây là cái dĩa mình đã luộc rồi nè cả nhà. Để mình thưởng thức mình ăn. À. Còn đây là cái mình sẽ cái này là sẽ xào với bơ. À, chuẩn bị xong chưa nè, nhìn thấy không? Xào với bơ ha. Ngon rồi cả nhà ơi. Chắc lần sau mình sẽ làm một cái series xào bơ cho cả nhà về cái con này nha. Chắc có lẽ là mình sẽ làm một cái series đi, cái tập mới, cái video mới về cái con này để mình xào bơ ha. Cái nhà cho cả nhà xem xào bơ tỏi. Để cho nó sắc sắc lại rồi mà tầm cỡ nhiêu 5 phút không? À, cho nó sắc sắc cái nước lại, thấm gia vị vào ốc rồi mình sẽ đem ra thưởng thức cho mọi người. À. Quá trời thơm mọi người, ngon quá. Cả nhà ơi, mình vừa mới hoàn thành xong cái dĩa ốc xào tỏi rambơ nè cả nhà. Rất là ngon, với lại có một cái con ốc mà sông kinh mà mình nói cả nhà đó, nó rất là thấm và ngon cả nhà ơi. Lần sau đi mình sẽ cùng với mấy đứa cháu của mình nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, rất là giỏi nha, không giờ không phải giỡn đâu. Đây là những thành quả mà mấy đứa cháu mình nó bắt đó. Lần sau đi thì mấy con cháu mình sẽ bắt cái con ốc sông kinh, là cái con trúc để cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Còn đây là một cái, còn đây là cái dĩa ốc. Đây là cái dĩa ốc mà mấy con cháu mình đã bắt nè. Loại này thì mình không cần phải dùng cái nước chấm đâu cả nhà. Tại vì nó đã, nói chung là nó đã ngon rồi. Mình có bỏ một chút, trước khi mình luộc là mình đã bỏ bột ngọt với lại muối vào đây cho nó thấm thấm chút. Rồi thôi bây giờ mình thưởng thức nha cả nhà, để lâu quá mấy đứa cháu mình chịu nổi nè, thấy không? Rồi thôi mình ăn nha. Chạy đi, nó ăn đi xuống. Rồi cho nó ăn đi. Thì cứ hùng tiền đi rồi mình ăn. Ừ. Cây đâu? Nè bây giờ á cả nhà ơi, mình có đem cái kim nữa nè cả nhà. Ê, mỗi đứa cầm cây nha, nhớ giữ lại nha. Một cái ốc này á cả nhà biết sao không, là mình phải dùng kim mới ăn được nha. Tao đủ không? Không đủ luôn hả? Chị thôi đợi chút đủ như đây 2, 4, 6 lần hả? Ừ, có thể. Rồi ăn đi con. À, này ốc này ngon nè.
Mà cả nhà nha, đây là ốc siêu to không lồ. Bự ra, cái này mình bắt buổi sáng nó nhiều hơn. Không, cả nhà thấy không, nó bự ghê không? Quá trời luôn cả nhà ơi. Nè cả nhà, bự không à? Mời mọi người nha. Thôi mà cả nhà nha, mình không có dùng nước chấm cả nhà. Ốc này đã có và gia vị trong này rồi, mời nha. Trời ơi, có cả nước chấm đúng không? Ủa, ngon. Ốc trong kinh đâu rồi ta? Ốc dài dài, vừa đủ ngon nha cả nhà. Nói chung là ốc này ngọt đó, ngọt, ngon lắm mọi người ơi. Ai mà thưởng thức được cái ốc này rồi thì cả nhà sẽ biết được cái loại ốc này nó ngon thế nào. Quá trời. Hết rồi. Trộn lên đi, cái đó là me đó. Mẹ cho 10 ngàn hả? Ủa, nghỉ đi quay với bà Thảo. Nghỉ đi với bà Hồ Bóc hả? Hả con? Đúng rồi, đây biết sao? Vậy là ốc bên đây á. Thằng cháu mình nói làm bên mấy cái hòn bên đây nè mọi người. Nó rất là nhiều nha, đó mấy cái hòn bên đó đó. Mấy nhà thấy không? Mấy cái hòn bên đây là ốc á, rất là bự, bự hơn cái con này nữa nè mọi người. Ốc này bự hơn cái con này nữa. Ngon, nói thôi. Đúng rồi đó. Đây tặng là cái đám của cô Hồng Kiệt là muốn làm anh Hùng đúng không? Từ từ ăn đi, ăn thử đi. Rồi giờ mình qua bên nhà nghỉ sao mày tắt 20 ngàn. Ốc rất là ngon mọi người. Đây là cái ốc này gọi là ốc gì ta? Ốc hương phải không? Ốc hương hay là ốc ngọt vậy? Con này ốc gì mọi người nhớ bình luận bên dưới cho mình xem nha cả nhà. Đó, cái này mình bắt có nhiều loại ốc. À cả nhà ơi, mình vừa mới thưởng thức rất là nhiều loại ốc nha. Trong cái dĩa này á là mấy cậu cháu mình bắt rất là nhiều loại. Thì mình sẽ biết là cả nhà chắc mình cũng biết là sẽ có một số người sẽ biết loại ốc này. Sẽ có một số người thì sẽ không biết. À thôi cả nhà ơi, mình đã thưởng thức xong cái loại ốc rất là ngon. Lần sau đi mình sẽ cố gắng bắt thật là nhiều cái loại ốc lạ hơn và như là những cái món ngon hơn để cho cả nhà cùng thưởng thức với kênh của Sinh nha. Bây giờ mấy cậu cháu mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới. Cả nhà nhớ chia sẻ, đăng ký, subscribe thật mạnh cho kênh mình nha, để mình có động lực để mình cố gắng ra nhiều cái video hấp dẫn hơn nha cả nhà. Bye bye nha mọi người, tạm biệt mọi người. Đây là những cái con ốc mà mình bắt hồi nãy cùng với đứa cháu mình á. Tại vì mấy đứa này nó ăn ít lắm mọi người, nó không ăn nhiều đâu. Tại vì nó ăn nó chơi chơi mà, nên nó thấy ngọt ngọt á. Đó, mình có để làm ít để mình ăn với cái nước muối ớt cái này. Ăn quá là ngon. Đó. Rất là nhiều nha. Loại này thì ốc bự.